Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 9 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin kỳ lạ, tiêm vaccine chống viêm phổi Vũ Hán, bệnh nhân vẫn chết. Một vaccine được chuẩn thuận để chống viêm phổi Vũ Hán có thể chung cuộc hiệu quả chỉ chừng 50-60%, nghĩa là vẫn cần các biện pháp y tế cộng đồng để kiểm soát đại dịch. Chuyên gia hàng đầu về các dịch bệnh truyền nhiễm tại Mỹ, bác sĩ Antonio Fauci đã cảnh báo vào hôm 7 tháng 8. Ông nói, chúng ta chưa biết hiệu quả tới đâu, chúng ta chưa biết sẽ là 50-60%, tôi mong là ít nhất trên 75%. Bác sĩ Fauci đã nói trong hội thảo trực tuyến do Đại học Broad tổ chức. Nhưng cơ may hiệu quả 98% không nhiều, nghĩa là chúng ta không bao giờ được bỏ qua các biện pháp y tế cộng đồng. Đây là hình ảnh bác sĩ Antonio Fauci bên phải và chuyên gia hàng đầu về các bệnh truyền nhiễm tại Mỹ. Gần 5 triệu người Mỹ đã bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán và hơn 160.000 người đã thiệt mạng. Trong lúc các ca nhiễm vẫn còn tăng trên khắp nước Mỹ, sau khi các tiểu bang bắt đầu mở cửa trở lại, các chuyên gia y tế cộng đồng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các bước mà người dân có thể thực hiện, bao gồm giãn cách xã hội, rửa tay và mang khẩu trang. Mấy ngày trước, bác sĩ Fauci nói với hãng truyền thông Reuters, ông kỳ vọng sẽ có hàng chục triệu liều vaccine chống viêm phổi Vũ Hán trước đầu năm sau, và đến cuối năm sau sẽ có hàng tỷ liều. Tổng thống Donald Trump dự báo lạc quan hơn vào hôm 6 tháng 8. Ông Trump nói Mỹ có thể có vaccine chống viêm phổi Vũ Hán trước ngày bầu cử mùng 3 tháng 11 tới đây. Đây được coi là dự báo lạc quan hơn so với thời điểm do chính các chuyên gia y tế của Nhà Trắng đưa ra. Trả lời phỏng vấn trên chương trình phát thanh George River, ông Trump cho biết vaccine có thể được đưa ra sớm hơn vào cuối năm. Ông Trump đã tỏ ra lạc quan về và triển vọng quá trình phát triển biện pháp ngăn ngừa đại dịch. Chúng ta sẽ sớm có vaccine, chúng ta sẽ sớm có các phương pháp điều trị COVID-19, và ông đã khẳng định như vậy. Khi được hỏi liệu ông có tin Trung Quốc đã ăn cắp dữ liệu về vaccine từ Mỹ hay không, Tổng thống cho biết, tôi không chắc chắn hoàn toàn, nhưng điều đó có thể xảy ra. Trước đó, cơ quan an ninh nước này đã cáo buộc tin tặc liên kết với chính phủ Trung Quốc đã nhắm vào mục tiêu và công ty công nghệ sinh học Moderna nhằm đánh cắp dữ liệu. Trong bối cảnh nền kinh tế tê liệt, nước Mỹ đang bước vào đợt bầu cử, Tổng thống Trump mới đây đã thúc đẩy mở cửa trở lại các trường học khi số ca tử vong theo ngày tại nước này đã hơn 1.000 người. Đây là hình ảnh vào hôm 6 tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói Mỹ có thể có vaccine chống viêm phổi Vũ Hán trước ngày bầu cử mùng 3 tháng 11 tới đây. Ông Tedros Adhanom, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết sự phục hồi kinh tế toàn cầu có khả năng sẽ diễn ra nhanh hơn vaccine viêm phổi Vũ Hán đủ điều kiện phân phối như hàng hóa công cộng. Và khi được hỏi ý kiến về vaccine do Nga sản xuất, Michel Ryan, giám đốc điều phối chương trình cấp của WHO Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, điều cần thiết bây giờ là đảm bảo bất kỳ loại vaccine nào được đưa ra và sử dụng cũng đều an toàn và hiệu quả. Đến nay, thế giới có khoảng hơn 135 loại vaccine đang được phát triển, trong đó 28 loại đã tiến vào thử nghiệm lâm sàng. Hãng dược Moderna của Mỹ vẫn là một trong những đơn vị dẫn đầu trong cuộc đua bên cạnh Đại học Oxford của Anh và công ty công nghệ sinh học CanSino từ Trung Quốc. Các nhà khoa học chủ yếu sử dụng virus bất hoạt giảm độc lực hoặc công nghệ mới là mRNA. Hãng dược Novavax được công bố kết quả thử nghiệm lâm sàng cho thấy vaccine viêm phổi Vũ Hán của họ đạt kháng thể cao và ít tác dụng phụ. Theo công bố của hãng này vào ngày 4 tháng 8, vaccine đạt hiệu quả bảo vệ 56 tình nguyện viên khỏi sự xâm nhập của virus, 8 người chịu tác dụng phụ song không đáng kể. Dù không thể so sánh trực tiếp dữ liệu từ việc thử lâm sàng của các loại vaccine khác nhau, John Moll, chuyên gia virus không tham gia nghiên cứu cho biết, đây là kết quả rất ấn tượng từ trước đến nay. Vaccine của Novavax dựa trên protein của virus thật, công nghệ từng được sử dụng để ngăn ngừa các bệnh như viêm gan B hoặc zona thần kinh. Ưu thế của nó là thời gian sản xuất nhanh chóng, một lô có thể gồm nhiều liều tiêm. Đây là hình ảnh vaccine phòng viêm phổi Vũ Hán được nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của Novavax tại Kaisburg, Mỹ vào ngày 20 tháng 3 năm 2020. Theo báo cáo, sau liều đầu tiên, tất cả tình nguyện viên tham gia thử nghiệm đều sinh mức kháng thể đủ để khả năng ngăn ngừa virus xâm nhập vào tế bào. Ở liều thứ hai, cách 28 ngày, nồng độ kháng thể đã cao hơn, khiến các chuyên gia và nhà quản lý đặt nhiều kỳ vọng. Các tình nguyện viên tiêm liều thấp có lượng kháng thể tương đương với liều cao. Nếu vaccine được chứng minh là an toàn và hiệu quả, công ty cam kết sẽ sản xuất 100 triệu liều vào đầu năm tới, đủ cung cấp cho 50 triệu người dùng nếu cần tiêm 2 mũi. Và vaccine của Novavax là một trong hơn 20 ứng viên bước đầu thử nghiệm giai đoạn 1 trên người.
Mục tiêu của những hãng là kiểm tra độ an toàn, liều lượng thích hợp và xác định rằng sản phẩm có thể kích thích hệ miễn dịch. Trước đó, hãng đã nhận được khoản đầu tư trị giá 1,6 tỷ đô la từ chính phủ Mỹ, một phần của chiến dịch thần tốc nhằm đẩy nhanh tiến độ phát triển vaccine viêm phổi Vũ Hán. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã công bố danh sách 50 loại vaccine dựa trên công nghệ protein tiến vào thử nghiệm tiền lâm sàng. Một trong số đó được gã khổng lồ dược phẩm Sanofi phối hợp sản xuất với GlaxoSmith và 5 ứng viên khác đã đến giai đoạn 3 với hàng chục nghìn người tham gia thử nghiệm. Anh đã đặt mua 60 triệu liều vaccine của Sanofi. Đây là hãng GSK và Sanofi, hai hãng dược phẩm hàng đầu thế giới. Chính phủ Anh vừa ký thỏa thuận vaccine thứ tư để dành mua 60 triệu liều thuốc thử nghiệm mà các hãng dược phẩm khổng lồ như GSK và Sanofi đang phát triển. Chính phủ Mỹ đã ký mua 100 triệu liều vaccine của Đại học Oxford do AstraZeneca đang nghiên cứu. Anh cũng đã giành được 90 triệu liều nữa đối với hai loại vaccine có nhiều hứa hẹn có thể thành công. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ là loại nào trong số các loại vaccine này sẽ có tác dụng hoặc liệu chúng có tác dụng phụ hay không. Chính phủ các nước trên toàn cầu đã cam kết nhiều tỷ đô la cho tiến trình nghiên cứu phát triển vaccine chống viêm phổi Vũ Hán. Một số hãng dược phẩm đang trong cuộc đua thử nghiệm các loại thuốc có triển vọng. Trong thỏa thuận mới nhất của chính phủ Anh, vaccine do hãng Sanofi kết hợp với hãng GSK nghiên cứu phát triển được dựa trên công nghệ tái tổ hợp protein mà Sanofi đã dùng để sản xuất một loại vaccine cúm và công nghệ truyền thống của GSK. Sanofi cũng là hãng hàng đầu trong việc nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, nói rằng vaccine này có khả năng sẽ được chuẩn thuận vào nửa đầu năm 2021 nếu như các cuộc thử nghiệm diễn ra thành công. Hiện Sanofi và GSK đang tăng tốc hoạt động và sản xuất nhằm đạt được công suất cho ra 1 tỷ liều vaccine mỗi năm. Loại vaccine mà Anh vừa ký hợp đồng đặt mua đã là tâm điểm của tranh cãi chính trị quốc tế với việc Sanofi hứa hẹn ưu tiên cho thị trường Mỹ nhưng sau lại đổi ý. Giám đốc điều hành Sanofi Paul Hudson đã làm dấy lên cuộc tranh cãi vào hồi tháng 5 khi tuyên bố chính phủ Hoa Kỳ có quyền đặt hàng trước với số lượng lớn nhất bởi họ đã đầu tư vào việc chấp nhận rủi ro. Nhưng ông sau đó đã thay đổi quan điểm khi Thủ tướng Pháp, khi đó là ông Edouard Philippe, phản ứng gay gắt và nói quyền tiếp cận cho tất cả mọi người là không thể thương lượng. Trong tuyên bố mới nhất, GSK và Sanofi đã nhấn mạnh rằng họ cam kết sẽ để loại vaccine này đáp ứng toàn cầu. Bất bình với Mỹ, Đức, Pháp đã rời cuộc thảo luận về cải tổ tại WHO. Đây là hình ảnh Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Donald Trump cùng với Tổng thống Pháp Macron tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Anh Quốc vào ngày 4 tháng 12 năm 2019. Đức và Pháp đã rút lui khỏi các cuộc thảo luận bàn về cải tổ của Tổ chức Y tế Thế giới WHO vì bất bình với những nỗ lực của Mỹ muốn dẫn đầu các cuộc thương thuyết, dù là Mỹ đã quyết định rời Tổ chức WHO là Tổ chức Y tế Thế giới. Ba giới chức đã nói với hãng truyền thông Reuters như vậy. Động thái này bất lợi cho Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đức Washington, hiện là Chủ tịch Luân phiên của khối G7, hy vọng công bố một lộ trình chung cải cách sâu rộng cho Tổ chức Y tế Thế giới vào tháng 9, 2 tháng trước cuộc bầu cử của Tổng thống Mỹ. Hoa Kỳ vào tháng 7 đã báo trước cho Tổ chức Y tế Thế giới 1 năm để rời khỏi cơ quan Liên Hợp Quốc vốn được thành lập để cải thiện y tế toàn cầu, sau khi ông Trump cáo buộc Tổ chức Y tế Thế giới đã quá thân với Trung Quốc và xử lý sai lầm bệnh dịch viêm phổi Vũ Hán. Tổ chức Y tế Thế giới đã bác bỏ những cáo buộc này và các chính phủ châu Âu cũng chỉ trích Tổ chức Y tế Thế giới nhưng không đi xa như Mỹ. Quyết định của Paris và Berlin rời bản thương thuyết diễn ra sau những căng thẳng về việc mà các nước này cho rằng nỗ lực của Washington muốn thống lĩnh các cuộc đàm phán. Không ai muốn bị lôi kéo vào cuộc tiến trình cải tổ để có một phác họa cải tổ từ một nước mà chính bản thân đã rời bỏ Tổ chức Y tế Thế giới. Một giới chức cao cấp của châu Âu có liên hệ với những cuộc thương thảo đã nói như vậy. Bộ Y tế Đức và Pháp đã xác nhận với hãng Reuters là hai nước chống lại việc Mỹ hướng dẫn các cuộc thảo luận sau khi loan báo ý định rút lui. Một phát ngôn viên của Bộ Y tế Ý nói việc soạn thảo tài liệu cải tổ đang được tiến hành, tuy nhiên ông nói thêm là lập trường của Ý phù hợp với Paris và Berlin. Được hỏi về lập trường của Pháp và Đức, một giới chức cao cấp trong chính quyền của Mỹ đã nói thêm, tất cả các thành viên G7 đều công khai ủng hộ cốt lõi những sáng kiến cải tổ Tổ chức Y tế Thế giới. Dù sao, thật đáng tiếc là Đức và Pháp cuối cùng quyết định không tham gia ủng hộ lộ trình này, ông nói. Các cuộc thảo luận về việc cải tổ Tổ chức Y tế Thế giới bắt đầu cách đây 4 tháng, đã có gần 20 cuộc họp trực tuyến giữa các bộ trưởng y tế thuộc 7 nước công nghiệp G7, cùng hàng chục cuộc họp giữa các nhà ngoại giao và những giới chức khác. Các giới chức Mỹ không cho biết các cải cách của Washington mưu tìm là gì. Tuy nhiên, một lộ trình cải tổ sơ khởi do Washington đề nghị được nhiều đồng minh của Mỹ xem là quá khắt khe, với một giới chức châu Âu
liên hệ với những cuộc thương thảo mô tả là thô bạo. Dù có những thay đổi trong văn bản nguyên thủy, nhưng những thúc đẩy của Washington vẫn không chấp nhận được. Chính yếu là đối với Đức, các nguồn thông tin thân cận với những cuộc thương thuyết đã nói như vậy. Và chính phủ Mỹ sẽ chi hơn 1 tỷ đô la để mua 100 triệu liều vaccine có khả năng kháng viêm phổi Vũ Hán từ hãng dược Johnson & Johnson, nâng tổng số chi phí mua vaccine sơ bộ lên tới 5,1 tỷ đô la. Đây là hình ảnh văn phòng của tập đoàn dược phẩm Johnson & Johnson ở California, Hoa Kỳ. Công ty Johnson & Johnson vào hôm 5 tháng 8 cho biết sẽ giao vaccine kháng virus viêm phổi Vũ Hán trên nguyên tắc phi lợi nhuận cho cơ quan nghiên cứu và phát triển y sinh tiên tiến sử dụng lại sau khi vaccine này được cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm Mỹ phê chuẩn. Công ty Johnson & Johnson nhận 1 tỷ đô la tiền tài trợ vaccine từ chính phủ Mỹ và BARDA đã đồng ý cấp tiền cho hãng dược này vào hồi tháng 3 để xây dựng cơ sở sản xuất với năng lực sản xuất hơn 1 tỷ liều vaccine thử nghiệm. Thỏa thuận 1 tỷ đô la với chính phủ Mỹ là thỏa thuận đầu tiên của Johnson & Johnson về việc cung cấp vaccine đang thử nghiệm cho một quốc gia. Chính phủ Mỹ cũng có thể mua thêm 200 triệu liều vaccine kháng viêm phổi Vũ Hán theo thỏa thuận tiếp theo với Johnson & Johnson, nhưng hãng này không tiết lộ giá trị cụ thể của thỏa thuận. Hãng này cũng đã đàm phán với Liên minh châu Âu nhưng hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận. Trước đó, hai hãng dược Sanofi và GSK đã xác nhận chính phủ Mỹ cũng sẽ chi 2,1 tỷ đô la để mua vaccine kháng viêm phổi Vũ Hán từ hai doanh nghiệp này. Số vaccine mua từ hai ông lớn ngành dược này sẽ đủ dùng cho 50 triệu người. Cụ thể, theo thỏa thuận mà hai bộ của Mỹ là Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, Quốc phòng, chi phí tiêm vaccine cho mỗi người dân vào khoảng 42 đô la, nhìn hơn mức 40 đô la mỗi bệnh nhân mà Mỹ đã đồng ý trả cho hãng dược Pfizer và công ty công nghệ sinh học BioNTech vào thỏa thuận 2 tỷ đô la về việc cung cấp 50 triệu liều vaccine vào tuần trước. Còn theo thỏa thuận với Sanofi và GSK, hai hãng này cũng phải cung cấp 100 triệu liều vaccine của họ cho chính phủ Mỹ. Ngoài ra, chính phủ Mỹ có thể mua thêm 500 triệu liều vaccine với giá không xác định trước. Giám đốc điều hành của Sanofi Clement cho biết, hai hãng này vẫn chưa thống nhất với chính phủ Mỹ về mức giá cụ thể đối với các liều vaccine bổ sung. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay, Chủ nhật, ngày 9 tháng 8 năm 2020 với bản tin Kỳ lạ, tiêm vaccine chống viêm phổi Vũ Hán, bệnh nhân vẫn có thể chết. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.